Mời các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết huyền huyễn Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt Giới thiệu nội dung Chu Nhan là tiền truyện trong hệ liệt kính của tác giả Thương Nguyệt Bắt đầu từ sự kiện Chu Nhan, quận chúa tộc xích thuộc Vương Triều Không tang Đào hôn cùng khúc mắc tình cảm giữa nàng và sư phụ mình là thời ảnh thuộc Đại Thần Cung trên đỉnh Nghi Sơn Vận mệnh vương triều không tang cũng vì vậy mà thay đổi, bao gồm cả tô ma, tiểu giao nhân mà nàng thu dưỡng về sau thay đổi cả vận mệnh vương triều. Dưới những quyền mưu toan tính, tình cảm và số phận từng người nhỏ bé bị nắm trong tay, người có thể nghịch thiên cải mệnh kia sẽ phải chịu đựng nỗi đau không cách nào tưởng tượng nổi. Đây là chuyện phiêu lưu của một thiếu nữ, cũng là một đoạn sử thi kỳ huyễn mỹ lệ đôi nét về tác giả Thương Nguyệt. Tác giả Thương Nguyệt, tên thật là Vương Dương, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1979 tại Chiết Giang, Trung Quốc, là một trong những tác giả đại diện tiêu biểu của dòng tiểu thuyết Tân Võ Hiệp tại Trung Quốc Đại Lục. Tên tuổi của cô được liệt vào nhóm Thần Châu Tân Ngũ Hiệp, một trong năm đại diện nổi bật của dòng kiếm hiệp Trung Quốc hiện nay. Nhóm Thần Châu Ngũ Hiệp bao gồm Kim Dung, Lương Vũ Sinh, Cổ Long, Ngoạ Long Sinh, và ôn Thụy An. Ngoài ra, cô còn được xem là nhân vật hăng hái đi đầu trong phong trào sáng tác truyện võ hiệp của phái nữ. Thương Nguyệt bắt đầu đăng truyện trực tuyến trên mạng từ năm 2011. Ban đầu cô nổi tiếng với thể loại võ hiệp, sau là đến thể loại tiểu thuyết viễn tưởng huyền bí dài tập. Thương Nguyệt từng giành được giải nhất trong cuộc bình bầu tác phẩm Tân Võ Hiệp do tạp chí Đại Hiệp và Danh Thám tổ chức năm 2001 với tác phẩm Huyết Vi tác phẩm của cô cũng được đăng dài kỳ trên nhiều tạp chí kiếm hiệp. Năm 2007, chỉ trong 10 ngày đầu tiên ra mắt, tác phẩm Thất Dạ Tuyết trong đỉnh kiếm các hệ liệt của cô đã bán được hơn 80.000 bản, trở thành tiểu thuyết kiếm hiệp bán chạy nhất trong năm ở Trung Quốc. Giới thiệu về hệ liệt kính Hệ liệt kính là bộ truyện hoành tráng dữ dội mà đầm thắm ôn nhu của nữ hiệp Thương Nguyệt tác phẩm có bối cảnh là cuộc chiến tranh giữa ba thế lực lớn đế quốc thương lưu cầm quyền của bang tộc tàn dư của cựu vương triều không tang cùng những giao nhân có nguồn gốc nơi biển cả tự do vô tận vùng lên không cam chịu kiếp sống nô lệ chuyện không có một nhân vật chính xuyên suốt mà mỗi nhân vật đều có một cái tình riêng khiến cho họ không còn chỉ là cái xác vô hồn bị điều khiển bởi quyền lực và lợi ích chữ tình của thương nguyệt chữ tình đặt giữa ân oán hận thù, giữa mưu mô toan tính, giữa cái chung với cái riêng là chữ tình bi thương mà diễm lệ tuyệt trần. Bây giờ mời các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt, được dịch bởi tàng thư quán.com Chu Nhan Quyển Thượng Chương 1 Năm Chu Nhan bị ép gà đến đảo Su Sa thì cô mới có 18 tuổi. Giờ tí nửa đêm, khi yến tiệc thịnh soạn vừa kết thúc, tất cả mọi người ở trong lều chướng vàng son rộng lớn kè ngạ người nghiêng trên mấy chiếc bàn con, đèn ngọc kim hồ đổ đầy đất. Một nhóm đặc phái đến ban hôn từ đế đô, không chống đỡ nổi quý tộc khoác đồ bộ, thay nhau đến chúc rượu, đã bị rót đến say mềm từ lâu. Đến thủ vệ ngoài trướng cũng lâng lâng men say, nằm ngáy khò khò. Bên ngoài đều uống say bí tỉ rồi hả? Chu Nhan ngồi trong một lều trướng bằng vàng khác, nghe tiếng mời rượi bên ngoài dần thưa thớt đi, sau đó đứng lên, cởi bỏ bộ hỷ phục đỏ rực theo vàng rát ngọc, vội vã thay một bộ quần áo ngắn gọn gàng khác, nói ngắn gọn một câu. Ta phải đi đây. Quận chúa! Thị nữ Ngọc Phi hơi lo lắng hay là để Vân Man đi cùng người? Không cần. Vân Man còn phải trông chừng đại vu sư của hoác đồ bộ bên kia, tự ta đi là được. Nàng mở ra cái cháp do phủ xích vương mang tới, lấy ra một thứ. Một cây châm chạm ngọc dài một thước, tinh xảo đặc sắc như lưu ly bảo thụ, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một chút màu son trên đỉnh, chập trờn lưu động ánh sáng như mây. Sư phụ nói cây châm này tên là Ngọc Cốt có nguồn gốc từ đáy biển Bích Lạc, nơi giao nhân cũng không bơi tới được. Lớn lên giữa khe nứt quỷ thần, được địa hỏa tôi luyện, nước biển ngâm lâu, trải qua dày vò giữa băng và hỏa, một trăm năm mới dài được một tấc là dị vật của Bạch Vi Hoàng Hậu thời thượng cổ, là một trong những pháp khí quý báu nhất trên thế gian. Bạch Vi Hoàng Hậu, đùa gì chứ? Thế chẳng phải đã bảy nghìn năm rồi sao? Những vị thần cung ở trên đỉnh cửu nghi này luôn thích những lời nói thần thần bí bí này để lừa gạt đám quý tộc của không tang. Nhưng mà lúc này nàng cầm khối ngọc trong tay lại hơi có chút căng thẳng. Từ khi sư phụ truyền cho nàng pháp khí này, nàng mới dùng nó thi pháp đúng một lần. Lần trước cùng lắm là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lại còn khiến cho gà bay chó sủa. Lần này có thể xem như đau thật thương cật rồi cũng không biết nàng hít một hơi sâu nắm ngọc cốt trong tay dứt khoát đâm xuống tay trái của mình soạt một tiếng giữa ngón tay trái của nàng tỏa ra một quầng đỏ sẫm giọt máu ngưng tụ trên đầu ngón tay trắng nõn giống như một viên ngọc san hô lớn dần khoảnh khắc trước khi nàng ngã xuống phảng phất như bị hút vào trong viên san hô khuấy động giữa cây châm đó ngọc cốt hút lấy máu, giọt máu màu son trong nháy mắt trở nên nồng đậm, như thoáng nở ra một đóa hoa. Nàng vội vã thu hai tay về, yên lặng niệm chú thuật. Giữa tiếng trúc tụng xa dần, đóa hoa kỳ diệu nở ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi héo tàn, cuối cùng hóa thành năm cánh hoa, rơi xuống giữa giường gấm vóc mềm mại trong khoảnh khắc hoa rơi xuống đất giữa lớp gấm vóc trên giường xuất hiện một người giống chu nhan như đúc thị nữ ngọc phi đứng ở bên cạnh hít phải một hơi khí lạnh thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng đây là pháp thuật gì chứ mọi người trong vương phủ đều nói khi còn bé quận chúa chu nhan từng học pháp thuật ở đỉnh cửu nghi thì thì ra là thật đừng sợ đây chỉ là dùng máu của ta hóa thành một người trông giống mà thôi nàng an ủi ngọc phi đưa tay ra nhéo vào mặt của chu nhan kia nơi tiếp xúc mềm mại mịn màng là da thịt thật sự xương thịt đồng đều không khác gì so với người sống nhưng mà cái người bị nhéo kia lại không có chút biểu cảm nào giống như một con rối mà thôi chu nhan đặt ngọc cốt lên chấm một cái lên mi tâm của chu nhan kia đôi môi hơi mấp máy người rối hơi cúi đầu xuống tựa như lắng nghe lời dặn của nàng Pháp thuật này có thể kéo dài được hai canh giờ, phải tranh thủ. Chu Nhan thi pháp xong, kiểm nghiệm thành quả của mình một cách tỉ mỉ, quay đầu căn dặn thị nữ thân cận. Mau cho cô ấy mặc quần áo của ta, đội trang sức của ta, không được thiếu một lớp đồ nào từ trong ra ngoài, hiểu không? Ngọc Phi nhìn người dối đờ đẫn kia, lòng hơi căng thẳng. Quận chúa, người thật sự dự định bớt dài dòng đi, không phải ta đã bàn bạc xong xuôi với các người trên đường đi rồi sao sao đến bây giờ ngươi lại sợ chứ ngươi thật sự muốn ở lại nơi đại mạc không có bao nhiêu sự sống này cả đời à tính cách chu nhan nóng nảy nhất thời không nhịn được sau khi mọi chuyện xong xuôi ngươi lập tức xông ra hô cứu mạng nhớ chưa ngọc phi sợ hãi gật đầu nắm chặt vạt áo đừng sợ mọi chuyện rất đơn giản nhất định có thể thành công mà Chù nhàn an ủi nàng một câu lấy lại ngọc cốt cài vào búi tóc mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài lát nữa nghe tín hiệu của ta cứ làm theo kế hoạch là được bên ngoài đất trời giá rét gió lạnh thét gào cuốn tuyết bay lạ tả làm cho người đi đường không mở mắt ra nổi nàng dùng mũ chùm đầu che đi diện mạo vòng qua từng lều trại đốt lửa phập phùng cẩn thận tránh né mấy người tây hoang uống say hai tay luồn trong ống tay áo niệm một chú quyết ẩn thân. Cũng may, vân man phía kia đã giữ chân được đại phu sư hoắc đồ bộ, bằng không, dựa vào pháp lực và nhãn lực của lão, nàng tự biết sẽ không thể đi lại dễ dàng như vậy. Nàng cắm đầu bước đi giữa gió tuyết một mạch đi xa khỏi danh chướng, không biết đã đi được bao xa. Mãi cho đến khi bên tai cũng chẳng nghe được tiếng người dầm gì bên tai nữa thì mới kiệt sức dừng lại. Dùng ngón tay cứng ngắc run run đưa lên gỡ mũ chùm đầu. Phát hiện môi miệng đã bám đầy tuyết, gần như không thể nào thở được. Ở đây đã là phạm vi xa nhất của Susa de Halu. Đi thêm nữa thì chỉ còn đồng cỏ. Nghe nói trận tuyết thứ hai từ khi vào đông này đã kéo dài hơn một tháng rồi, đủ chất dày hai thước. Mùa đông lạnh như vậy, chỉ sợ gia súc được chăn thả bên ngoài cũng đã chết cóng hết rồi. Những người dân du mục này làm thế nào sống sót đến đầu xuân đây? Nơi này là ốc đảo sa mạc giàu có và đông đúc nhất trong bồn địa Aimea, nơi đóng đô của hoác đồ bộ, dê bò thành đàn, mật sữa chảy xuôi. Thế nhưng so với thiên cực phong thành của xích tộc thì vẫn cứ là một trời một vực, càng không thể so với đế đô giả lam thịnh vượng phồn hoa kia. Thảo nào, khi nghe nói nàng phải đi gạ xa đến tận Su Sa Đa Lu thì mẫu phi cùng phụ vương đều rơi lệ mất mấy ngày. A Nhan là đứa con duy nhất của ngài đó. Các lục bộ phiên vương kia có ai không chen nhau đưa con mình tới đế đô? Vì sao ngài lại nhất định phải gả A Nhan của ta tới cái nơi hoang vắng đó, gả cho đám người man di mọi dợ? Cho dù gả cho man di mọi dợ cũng còn tốt hơn là đi theo cái đám nô lệ giao nhân kia. Phụ vương cũng phản ứng lại, hung tợn trả lời. Việc này bà không cần phải nói nhiều nữa, ta đã xin ngự chỉ từ đế đô rồi, nó mà không dám đi thì xích tộc cứ chờ thiên quân thảo phạt đi. Mẫu phi không dám nói nữa, chỉ yên lặng ôm nàng rơi lệ, nghĩ tới nô lệ giao nhân trong miệng phụ vương kia mà không khỏi thất thần ngay tức khắc, quên đi cuộc tranh luận xé trời chưa từng có này. Bằng không, hay là con chạy đi tìm sư phụ của con đi Đêm trước khi xuất giá Mẫu phi lặng lẽ kín đáo Đưa cho nàng một cái túi gấm nặng trịch Bên trong có đầy đồ trang sức quý giá Mỗi một món trang sức Đều đủ cho người thường sống hết đời Thời ảnh đại nhân là đại thần quan Trên đỉnh núi Cửu Nghi Ngay cả đế đô giả lam Cũng phải kiêng nể ngày ấy mấy phần Lòng nàng cảm động Miệng thì lại nói Bình thường sư phụ hay vân du bế quan, ai biết giờ này đang ở chỗ nào chứ? Hơn nữa núi cửu nghi và nơi đây cách xa vạn dặm, nước xa sao cứu được lửa gần. Còn, còn không phải đã theo ngày ấy học pháp thuật nhiều năm rồi sao? Không phải bay được lên trời chui được xuống đất hay sao? Mẫu phi ho khan. Ta thay con cầm cự chỗ cha con, con lén mau đi đi. Con lén mau đi đi. Đi thì đi được, nhưng một mình con chạy thì có ích gì? Nàng lầm bẩm một câu Còn đi thì xích tộc phải làm sao bây giờ Đế quân không phải vẫn cứ gây phiền phức cho phụ vương sao Nhìn mẫu phi mặt mày trao ủ Nàng thoáng dừng lại Giọng nói hỏa hoãn An ủi ngược lại mẫu phi Không sao đâu Hỏa thân thì hỏa thân Sợ gì chứ Tốt xấu gì cũng là gả cho bộ lạc hoắc đồ bộ Lớn mạnh nhất trong tứ đại Tây Hoang Cũng không tính là mất mặt mà nhưng con lại ngứa mắt người ta còn gì mẫu phi nhìn nàng muốn nói lại thôi không phải con thích thích mẫu phi muốn nói đến uyên đúng không cũng đã hai năm không gặp rồi nàng cười cười ngón tay ý thức nhéo một cái xuống vạt áo làm bộ như không có gì xảy ra nói không sao đâu dù sao người ta cũng ghét con con cũng nghĩ thông rồi dừng một chút nàng lại thở dài nhẹ giọng nói thật ra không nghĩ thông cũng làm gì được đây bây giờ huynh ấy ở đâu giữa vân hoang còn cũng chẳng biết ôi dù sao cũng là một giao nhân mẫu phi thì thảo tiếp tục thở dài quận chúa của vương tộc không tang làm sao có thể ở bên đám giao nhân nô lệ chứ tuy rằng người kia thật ra cũng vô cùng tốt mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết chu nhan của tác giả thương nguyệt Dịch bởi tàng thư quán.com Chương 2 Nụ cười trên mặt chu nhan thoáng cứng lại, tựa như không ngờ rằng mẫu phi sẽ nói những lời như vậy. Uyên, tên này đã tồn tại trong vương phủ trên trăm năm, nhưng vẫn luôn là một điều kiêng kỵ. Mỗi lần xích vương nhắc tới đều kèm theo tức giận cùng nhục mạng. Nếu như không phải giao nhân này đã có trên trăm năm vướng mắc sâu xa với xích tộc, đã từng lập đại công cho xích vương, trong tay còn miễn tử đan thư mà cao tổ ban cho, thì phòng trừng trong cơn thịnh nộ, phụ vương đã cho người kéo huynh ấy ra ngoài tứ mã phanh thây từ lâu rồi. Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan tử kính hoa tử thụ. Đây là một câu trong bài Điếm Luyến Hoa của Vương Quốc Duy. Nghĩa là nhân gian khó giữ lại nhất, khuôn mặt người con gái sẽ theo quy luật tự nhiên mà dần già đi. Gương kia không thể lưu giữ được thanh xuân, cũng giống như đến mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc rồi đến mùa đông thì lại héo tàn. Đêm trước khi rời khỏi xích vương phủ, đã gửi thân hơn trăm năm, huynh ấy từng ngâm câu thơ này câu thơ này đương nhiên đã khiến cho nàng vốn không sợ trời không sợ đất nghe xong cũng phải run dậy hồi lâu trong lòng cứ trống rỗng giao nhân đến từ biển bích lạc này có dung nhan mỹ lệ thiên thần ban cho thái dương trói mắt như vậy nước xuân dịu dàng như vậy có cô gái nào mà lại không thích chứ mẫu phi khét thở dài một cái muốn nói lại thôi đừng nói con nhớ năm đó thái phu nhân cũng ủa chu nhan nhìn không được hiếu kỳ bà cố thế nào ạ mẫu phi lặng thinh một lúc lắc đầu chuyển trọng tâm câu chuyện ôi nếu không phải xảy ra chuyện này vốn phụ vương con cũng định trao cho con và lục bộ quận chúa khác cùng nhau đến đế đô tham dự tuyển phi đó với dung mạo của An Nhan nhà ta, chưa chắc đã thua kém quận chúa Tuyết Oanh của bạch tộc. Nói không chừng... Ê, đúng là trong mắt mẹ ruột hóa Tây Thi mà tuyết oanh đẹp hơn con nhiều nàng không khách khí cắt đứt suy tưởng của mẫu thân trực tiếp hát thiên gáo nước lạnh huống chi các đời hoàng hậu và thái tử phi của vương triều không tang đều chọn được ra từ bạch tộc nơi đó có chỗ nào cho con chứ hay là mẹ muốn con gái mẹ phải gả cho người ta làm thiếp à mẫu phi nhíu mày một cái lúc mẹ được gả cho cha con cũng đâu có làm chính thất đâu có thể ở bên người mình thích là tốt lắm rồi danh phận quan trọng đến thế cơ à? đương nhiên quan trọng chứ. nếu không năm xưa mẹ cũng không đến nỗi bị cái lão vu bà kia bắt nạt mỗi ngày mãi cho đến khi bà ta chết mẹ mới có thể xoay mình. chu nhan thầm nghĩ trong lòng nhưng lại sợ mẫu phi đau lòng nên không dám nói ra miệng. mẫu phi nhìn biểu cảm cuột cường của nàng nhẹ nhàng thở dài. cũng phải. sao con chịu ở sau người ta chứ với cái tính nóng nảy không biết trời cao đất dày này của con nếu đến đế đô giả lam thật, nhất định lúc nào cũng có thể chuốc họa, nói không chừng còn liên lụy cả tộc cũng nên. Nói đến đây, mẫu phi khẽ nở nụ cười, ho khan vài tiếng, cho nên không gả đi đế đô cũng coi như trong họa có phúc đi. Đừng, đừng nói vậy mà mẹ, nàng có chút ngượng ngùng, con gái mẹ rất hiểu đại thể đó. Vậy sao con còn đi tranh luận với phụ vương con? Mẫu phi ho khan, răn dạy nàng. Khi đó, khi đó nếu như con chịu cúi thấp đầu, nói mấy lời dễ nghe cho phụ vương bất giận, thì cậu giao nhân kia cũng sẽ không phải chịu kết quả như vậy. Người ta cũng đã ở trong vương phủ này sống yên ổn trên trăm năm, cũng đâu có gây ra phiền toái gì. Nếu như không phải bị con quậy trời quấy đất, làm âm làm ý thì làm sao mà đến nỗi. Nụ cười trên mặt chu nhan hoàn toàn biến mất, nàng lặng thinh đúng vậy nếu như lúc đó nàng chịu quỳ gối xuống cầu xin phụ vương uyên có thể sẽ không a nhan con tử nhỏ đã bị dạy hư rồi mẫu phi nhìn nàng lắc đầu to gan tay chân nhanh nhẹn thông minh tháo vát lại còn không chịu thua nếu như là một cậu bé không biết cha con sẽ vui đến cỡ nào nhưng con lại chỉ là một cô gái mà thôi chẳng lẽ chuyện này cũng trách con nữa sao nàng hơi tức giận nhảy dựng lên Rõ ràng là do phụ vương không sinh được con trai đấy chứ. Mẹ xem, cha cưới nhiều cơ thiếp như vậy. Mấy chục năm rồi cũng có sinh. Nói cái gì đó. Ngoài cửa chuyển đến tiếng quát vang như sấm. Xích vương bước nhanh vào. Nàng sợ đến rụt cả cổ, nuốt những lời dở dang còn lại vào trong bụng. Mấy ngày nữa phải lấy chồng rồi, vẫn còn ở đây nói những câu láo lếu này. Dịch vương cầm tức nhìn con gái không lúc nào để mình bớt lo kia, giận đến hai hàng lông mày rậm, dựng đứng, gầm lên như sấm. Không biết lớn nhỏ như vậy, mồm miệng không kiêng nể gì ai, chờ con đi su xa de halu xem có ai có thể dựa vào nữa hay không. Thế là nàng lại bị ấn vào chán, dạy dỗ một canh giờ đến thao thao bất tuyệt. Vài lần muốn tranh luận, thấy mẫu phi ở bên cạnh nhìn bằng ánh mắt thương cảm, thì nàng chỉ có thể nhìn xuống. Thôi bỏ đi, dù sao tháng sau mình cũng đi lấy chồng rồi lời mắng mỏ của phụ vương nghe thêm được bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu đi hơn nữa phụ vương cũng chỉ mạnh miệng mà thôi chứ nàng đi lấy chồng ở su xa đã lu xa xôi người có hoác đồ bộ mà ức hiếp nàng dám động đến một đầu ngón tay nàng không phải phụ vương vẫn sẽ đem binh từ thiên cực phong thành đánh giết thẳng đến đó hay sao nàng quận chúa chu nhan là con gái duy nhất của xích vương nếu như tương lai phụ vương không cho nàng có thêm em trai em gái nào nữa, thì nàng sẽ là người thừa kế tức vị xích vương, trường quản toàn bộ Tây Bắc. Cho nên lúc nàng đến tuổi cập kê, bốn bộ lạc ở xa quốc mới tranh nhau chen chúc tới cầu thân. Lễ vật của phiên vương thế tử nhiều đến sập cửa luôn. Phụ vương vốn chướng mắt những bộ tộc Tây Hoang này, muốn chọn con rể từ lục bộ vương tộc của không tang, nhưng không nghĩ nàng chọn tới chọn lui, Cuối cùng là chỉ vừa mắt một tên giao nhân nô lệ, còn suýt nữa đòi bỏ trốn với người ta. Trong cơn nóng giận, Xích Vương đã xin ý chỉ từ giả lam đế đô, dứt khoát chọn chồng cho đứa con gái có lớn mà không có khôn này, đánh cho nàng xuất giá luôn. Xích Vương chọn con rẻ chính là Tân Vương Kha Nhĩ Khắc, mới 20 tuổi của Hoắc Đồ Bộ. Kha Nhĩ Khắc chỉ lớn hơn Chu Nhan 2 tuổi, tính cách kiêu dũng, đam mê săn thú, nghe nói còn có thể tay không xé xác sói trắng trong sa mạc. Sau khi lão vương gia qua đời thì lên kế thừa vương vị, bảo vệ cửa Tây cõi Vân Hoang của Không Tang, được đế đô sách phong danh hào Quảng Mạc Vương. Mẹ đẻ của y là đại phi của lão vương gia, trưởng công chúa của Tát Kỳ Bộ, tính cách nghiêm khắc, tâm cơ hơn người. Có người nói lần này Kha Nhĩ Khắc thuận lợi đánh bại các anh em để trở thành tân vương, có thể nắm lấy cơ hội cầu thân với xích vương, cưới được nữ vương chữ tương lai của xích tộc. Mỗi một bước đi đều nhờ ít nhiều mưu kế của mẹ. Có mẹ chồng như thế, một thân một mình bị gả tới sa mạc, cuộc sống cũng không thể quá dễ dàng được. Chu Nhan thở dài, lén vòng qua đại doanh trong tuyết, đi tới chùa ngựa vắng vẻ. Trong tứ đại bộ lạc của Tây Hoang, hoắc đồ bộ nằm trong bùn địa Aimea, có nhiều tuấn mã nhất. Trong chùa ngựa đương nhiên cũng có đầy các loại ngựa quý. Nô bọc quản lý chùa ngựa lúc nào đều đang ngả nghiêng trên bàn rượu. Bởi vì lạnh lẽo, những con ngựa quý đáng giá ngàn vạn kia được buộc tương đối chặt. Chúng cứ cúi đầu ngủ gật, hơi phát ra tiếng phì phì trong mũi khi ấm phun ra giữa đêm khuya, nháy mắt ngưng thành khói trắng bước chân của nàng rất khẽ đến nỗi ngựa cũng không mở mắt được rồi ở nơi này đi lạnh như vậy đông chết người ta mất chu nhan thì thầm nói từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc cắn cái nút phía trên ra trong nháy mắt có khói xám từ trong bình dâng lên nháy mắt lại bị gió thổi tan vào giữa đêm tuấn mã này đánh một tiếng phì phì trong mũi nhưng vẫn không tỉnh dậy đuôi phe phẩy nhưng ngủ rất sâu như vậy là được rồi lát nữa cũng sẽ không làm cho những con ngựa này làm náo loạn tình hình lo ngựa xong chu nhan trở lại mảnh đất trống lấy chiếc châm ngọc cốt trên đầu ra cây châm vừa rời khỏi tóc mái tóc dài đỏ sậm nhất thời chảy xuống như gấm vóc bay phần phật trong gió giống như một lá cờ đẹp đẽ nàng cúi người xuống cắm ngọc cốt vào trong tuyết Hoang mạc mùa đông giá lạnh đến đáng sợ, mặt đất bị đông cứng như đá, lúc cây trầm cắm xuống thậm chí còn phát ra tiếng két như va phải sắt. Hai tay nàng cầm ngọc cốt, cố hết sức vẽ một vòng tròn siêu siêu vẹo vẹo trên mặt đất để chính mình đứng ở giữa. Ôi, luyện mấy trăm lần rồi vẫn cứ không tròn được. Nàng xem thành quả của mình, không nhịn được lẩm bẩm một câu sư phụ thấy chắc lại mắng mình mất thôi chu nhan thở dài lấy cánh tay phải làm tâm điểm bắt đầu tỉ mỉ khắc ra một đồ án phức tạp trên mặt đất từng đường từng nét đều không dám có sai lệch qua đúng một khắc đồng hồ nàng mới vẽ hoàn chỉnh xong bức tranh phức tạp trên mặt đất được rồi chắc không sai đâu nàng kiểm tra kỹ lại lần cuối ngón tay sắp cứng thành đá rồi Nàng thổi một hơi khí cho ấm lại, tay dùng một chút sức. Xoẹt một tiếng, cắm thẳng ngọc cốt vào trung tâm phủ chú, chỉ lộ ra một điểm đỏ sẫm ngoài đống tuyết. Sau đó nàng thu hai tay, bắt đầu đọc một đoạn chú ngữ. Mục linh thuật, đây là chú thuật phức tạp nhất mà nàng từng học qua, cũng là lần đầu tiên sử dụng thực tế, khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Nhưng mà căng thẳng thì càng dễ xảy ra sai sót. Nàng vừa nhầm ba bốn câu thì lập tức đã sai một chữ. Nàng khẽ úi một tiếng, trong lòng căng thẳng chỉ đành đau khổ bắt đầu lại. Lần này nàng không phân tâm, tuôn ra lời chúc tụng như nước liên miên lưu loát. Theo tiếng chú ngữ, thanh ngọc cốt cắm vào trong tuyết kia lại hút sức mạnh lớn từ lòng đất. Kích thước chưa đến một thước đã nhanh chóng lớn vọt bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được chớp mắt đã phá tuyết chui ra hóa thành một cây pháp trượng tinh xảo bằng ngọc còn mặt đất được tưới phủ chú dưới chân cũng bỗng nhiên phát ra ánh hào quang trong vòng tròn phát ra ánh sáng mặt đất phủ đầy tuyết động bắt đầu phập phồng tựa như dưới nền tuyết có vật gì đó thức tỉnh đang bất an ngọ nguậy tuấn mã trong chuồng ngựa tựa như cảm nhận được khí tức bất thường cũng bắt đầu xôn xao nhưng đã bị pháp thuật vừa rồi của nàng vây khốn nhất thời cũng không có cách nào chạy đi lên niệm xong chữ cuối cùng chu nhan giơ tay ra cầm ngọc cốt rút nó lên chỉ nghe rào một tiếng đại tuyết đầy đất tung bay tán loạn dưới tuyết truyền đến một trận rít gào thật khẽ đại địa thoáng chốc vỡ ra có thứ gì đó bay vút lên đó là cự thú chưa từng thấy trên thế gian Hết con này đến con khác bổ nhào ra từ dưới nền đất, nhảy lên một cái, ngưng tụ thành hình trên không trung, trong nháy mắt rơi xuống đất. Những con thú lớn đó rơi xuống, vây quanh nàng, giữ tợ đến đáng sợ. Nô nóng muốn bổ nhào tới lại vừa sợ sệt cái gì, lùi ở ngoài vòng tròn đang phát ra ánh sáng. Chu nhàn dơ ngọc cốt lên, vút một ngón tay chỉ xuống, quỳ xuống. Cự thú này trong nháy mắt chấn động, tựa như bị một sức mạnh không thể kháng cự đè xuống đầu gối trước quỳ trên nền đất nàng giơ ngọc cốt lên điểm nhẹ vào cái chán của những ma thú kia máy móc niệm câu cuối cùng trong mục linh thuật toàn bộ sinh linh trong bát hoang lục hợp nghe theo lời sai bảo của ta cự thú run dậy cúi đầu nghe theo nàng dùng ngọc cốt điểm vào cái chán của cự thú thì thào nói nhỏ giống như hạ lệnh gì khi nàng thu ngọc cốt lại thì dơ tay lên, một ngón tay chỉ vào liều trướng phía xa, quát khẽ. Đi nào! soạt một tiếng, gió tuyết điên cuồng, đàn thú bay nhào phi về phía kim trướng. Chu nhan nhìn nơi xa, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng làm xong chuyện này rồi, phải trốn mau thôi. Nàng không dám ở lâu, nắm ngọc cốt trong lòng bàn tay, đến lúc mở ra thì đã biến thành cây ngọc châm nàng cắm cây châm vào trong búi tóc kéo mũi chùm đầu lên che mặt chọn một con ngựa sư tử dạ chiếu ngọc tốt nhất trong chuồng chuẩn bị làm tọa kỵ để chạy trốn từ nơi này bay nhanh về hướng bắc hơn một trăm dặm đi qua tinh tinh hạp là có thể đến được ngọn núi hoang trên núi có tế đàn của thần điện đến được nơi đó rồi tính tiếp cũng không muộn tinh tinh hạp một địa danh thuộc tân cương trung quốc nhưng mà khi nàng vừa mới dắt ngựa, vừa quay người thì lại nghe được một âm thanh kỳ lạ giữa chuồng ngựa trống không, giống như có vật gì trong bóng tối nhẹ nhàng đi qua sau lưng, móng vuốt ma sát vào mặt đất. Chu Nhan sợ hãi ngây ra, dừng lại chăm chú lắng nghe. Ban đầu nàng cho rằng đó chỉ là sói đói giữa trời đông giá rét mới chui vào đại doanh thôi, nhưng khi lắng nghe kỹ thì lại tựa như tiếng kim thiết ma sát trên mặt đất vì phòng ngừa sự cố nàng từ từ rút đoạn đao từ sau lưng ra đi tới phía phát ra âm thanh rứt khoát đẩy một đống cỏ khô ra âm thanh kỳ quái lập tức im bặt một đôi mắt từ trong đêm tối lóe lên nhìn nàng ơ nàng nhíu mày một cái nhận ra chỉ là một đứa bé đứa bé rất nhỏ rất gầy nhìn dáng vẻ chỉ thoáng 6-7 tuổi giống như một con cáo cát co do khả năng là đói cồn cao rồi, nên đôi ngươi trên khuôn mặt tái nhợt, có vẻ to khác thường. Đồng tử có màu ngọc bích, mặt mày dơ giấy, không nhìn ra là nam hay nữ. Đứa bé nấp sau đống rơm nhìn nàng, giữa những đầu ngón tay ướt át đang cầm chặt lấy chiếc bánh nang đã ỉu nước, trên tay hiện đầy vết da khô nứt nẻ. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt. Chương 3 nàng hơi sửng sốt đây rõ ràng là đồ ăn thừa trong buổi yến tiệc vừa rồi không ngờ đứa bé này nửa đêm lại lén lấy đồ ăn trong chậu nước rửa chén trong chùa ngựa để ăn sao tất cả những chuyện nàng vừa mới làm đứa bé này đều nhìn thấy hết rồi sao thế thì phiền phức đây nàng thở dài các thanh đoạn đau đi ngồi xổm xuống đệ là con cái nhà ai vì sao không ăn đồ được phát Nàng nhìn ánh mắt đen sẫm của đứa bé, mở miệng hỏi đầy vẻ khó hiểu. Hôm nay là ngày đại hỷ của hoác đồ bộ. Tất cả nô bộc đều có thể đi lĩnh một suất thịt rượu. Vì sao đứa bé này lại ở đây một mình chịu đói? Nàng nói đầy vẻ dịu dàng, thân thiết. Nhưng ngón tay lại lặng lẽ dơ lên, muốn chụp một cái khống chế mạch môn của đứa bé. Ai ngờ đứa bé lại cảnh giác cao độ, không cho nàng tiếp xúc mình, rụt lại phía sau nhanh như cắt, tránh được tay nàng. Đứa bé khẽ động, âm thanh kỳ quái ban nãy lại chợt vang lên. Chu Nhan nhìn thoáng qua, mặt lập tức biến sắc. Không ngờ trên hai chân đứa bé này lại khóa một cái xích sắt to đùng, cùm sắt lạnh như băng, khóa chặt hai chân đứa bé. Nó giúp trong đống rơm nhìn nàng, cảnh giác lùi lại phía sau, sắt ma sát với mặt đất tạo ra thứ âm thanh kỳ quái mà nàng nghe được ban nãy. Đầu kia của xích sắt thông tới phòng củi đen kịt phía sau chùa ngựa. Giữa đêm lạnh nước có thể đóng thành băng này, đứa bé lại chỉ mặc một bộ quần áo rách dưới tả tơi chỗ tay chân lộ ra khỏi quần áo đều nứt nẻ, xung quanh mắt cá chân chẳng chịt vết máu, chỗ đóng vậy chỗ thối giữa. Đáng sợ hơn chính là nàng phát hiện đứa bé vẫn bỏ đi, là bởi vì trên bụng hình như có một cái bướu thịt, hoàn toàn không có cách nào đứng thẳng. Chẳng lẽ là con của tội nhân sao? Không thì sao lại đến nông nỗi thê thảm này? Nàng vừa nghĩ bất chi bất giác tiến lên phía trước một bước mà đứa bé như dã thú đó cứ nhìn nàng chằm chằm đầy cảnh giác, kéo xích sắt nhanh chóng bò về phía sau, sống chết không cho nàng tới gần, trong tay vẫn nắm chặt chiếc bánh vớt ra từ chậu nước rửa bát kia. Này, không được đi! Khi đứa bé sắp bò đến cửa, chu nhan nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy gáy nó, nhấc nó lên giữa không trung. Đứa bé kia liều mạng dãy giụa nhưng lại mang theo nỗi cuột cường thinh lặng kỳ quái, nhất định không chịu mở miệng còn muốn cắn ta. Tính khí nàng cũng không tốt, không nói không rằng dùng lực mạnh hơn, cậy tay đưa bé ra hừ lạnh. Nửa đêm canh ba không ngoan ngoãn về phòng nằm ngủ, nàng nặc ở chỗ này làm gì, không tha lỗi được. Nàng giữ chặt con thú nhỏ nóng nảy kia, rút ngọc cốt từ trên tóc ra. Ôi ôi! Đột nhiên trong bóng tối truyền đến âm thanh mơ hồ, vội vàng, căng thẳng. Khoảnh khắc ấy đưa bé chợt thốt lên. Mẹ! Đừng lên tiếng! chu nhan lấy làm kinh hãi thì ra đứa bé này không phải người câm ai nàng nhíu mày một cái biết ở đây còn có người thứ hai chứng kiến lòng nàng càng thêm buồn bực bèn đứng dậy đẩy cửa phòng củi ra gian phòng rất nhỏ bên trong tối thui có mùi hôi thối khó ngửi sộc thẳng vào mũi giống như mùi thịt hỏng vậy trong phòng củi đồ đạc chất lung tung nàng nhất thời không nhìn thấy rõ chân bị xích sắt mắc vào, lảo đảo suýt ngã, keng một tiếng như đá phải vật gì. Ngọc cốt thông linh trong chớp mắt tỏa ra ánh sáng nhạt nhạt, chiếu sáng phía trước giúp nàng. trong khoảnh khắc ấy nàng hơi run, nhịn không được kêu thành tiếng. thứ nàng đã phải là một hũ rượu nung bằng gốm thô, cao đến ba thước hơn, chắc là thứ mà dân du mục ở đại mạc này dùng để cất giữ rượu mạnh bình rượu kia lăn lông lốc trên mặt đất mãi cho đến lúc đập vào vách tường mới khó khăn dừng lại nhưng mà bình rượu gốm kia lại mọc ra một cái đầu phụ nữ nữ nhân tóc tai bù xù ngã ngửa trong bóng tối từ trong hũ rượu ló mắt ra nhìn nàng hai mắt sâu hoắm mặt mũi đầy máu tươi biểu cảm dữ tợn như vậy khiến cho người lớn gan như chu nhan cũng không khỏi hít sâu một hơi lạnh lùi thẳng về phía sau nữ quỷ phòng củi này không ngờ lại còn giam một nữ quỷ mẹ mẹ đứa bé kia lại bỏ qua vừa hô vừa giơ hai tay gầy như que củi liều mạng muốn đỡ hũ rượu dậy nhưng mà đứa bé nhỏ tuổi yếu sức không cách nào dựng thẳng hũ rượu nặng nề kia lên mỗi lần cố gắng dựng thẳng nó lên được một nửa thì lại ngã nhào trở lại mặt đất Hũ rượu nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại không ngừng. Đầu người đàn bà từ trong hũ rượu chui ra, nhìn chăm chăm vào nàng, trong miệng phát ra tiếng ôi ôi, đầu lưỡi trong cổ họng cũng bị cắt đến tận gốc. Trong khoảnh khắc ấy, chu nhan rốt cuộc hiểu ra, thất thanh, người, người hũ. Đúng vậy, người đàn bà kia không phải quỳ mà là người sống bị chém hết tay chân bỏ vào hũ rượu. Sao mà, sao mà lại còn có thể tồn tại thứ này? nàng rét run cả người, nhất thời run rẩy tại chỗ. Đúng vậy, nàng không sợ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, nhưng nàng không biết phải đối mặt với người sống trong hình dạng thế này bằng cách nào. Chùa ngựa này thật đúng là địa ngục nhân gian. Từ khi Bắc Miện Đế lên ngôi cho tới nay, theo thỉnh cầu của Đại Ti Mệnh và Đại Thần Quan, Đế Đô Giả Lam ban ý chỉ phế trừ toàn bộ thập loại cực hình ở toàn cõi vân hoang trong đó bao gồm người hũ. Vì sao trong chuồng ngựa của hoác đồ bộ lại vẫn tồn tại một người như vậy? Trong nhất thời, nàng chưa hoàn hồn trở lại, kinh hoàng đến đờ ra. Đứa bé kia dùng hết sức lực rốt cuộc cũng nâng được hũ rượu dậy, lấy tay áo dơ giấy lau đi chỗ chán bị đập vào tường bắt nãy của mẫu thân, đồng thời đưa tay nắm chiếc bánh kia đưa vào miệng của bà, người đàn bà trong hũ kia đương nhiên là đói bụng đến cồn cao rồi nuốt ngay một hơi thiếu chút nữa cắn cả tay con trai mình chú nhàn kinh ngạc nhìn bà cứ cảm thấy hơi quen mắt bỗng nhiên thốt lên bà chẳng lẽ là ngư cơ Người đàn bà trong hũ kia run một cái, dương mắt nhìn nàng, gương mặt đó không rõ máu thịt, giống như bị lưỡi dao sắc bén chém loạn xạ, tóc cũng đã bẩn đến không nhìn ra màu gì, nhưng cặp mắt kia lại vẫn có màu xanh giống màu đá quý. Khoảnh khắc kia, chu nhan sực hiểu ra. Đúng vậy, là ngư cơ, là người phụ nữ mà lúc còn sống, lão vương gia của hoác đồ bộ sùng ái nhất. Trong quá khứ xa xôi, khoảng chừng 10 năm trước nàng đã từng gặp bà. Khi nàng còn bé, lão vương gia hoắc đồ bộ từng mang nữ tử này đến thiên cực phong thành, bí mật thăm viếng phụ xích vương. Nam nhân cứng cỏi như sắt thép buông xuống tôn nghiêm của vương gia Đại Mạc, cúi đầu đau khổ cầu xin xích vương, người thống lĩnh Tây Hoang giúp đỡ đàn áp dị nghị trong bộ tộc, có thể thuận lợi nạp nữ tử giao nhân này là chắc phi một nữ nô giao nhân lại từng sinh một đứa bé có thể làm thị thiếp đã là tốt lắm rồi, còn muốn làm chắc phi. Phụ vương nhịn không được cười lạnh không chút khách khí của trách ông ấy. Ta nói là cách đạt lão huynh đệ, ông cũng đã hơn 40 tuổi rồi, chớ bị mỡ heo che mờ tim chứ nhưng mà lời vừa nói ra được phân nửa giọng nói của phụ vương chợt dừng lại bởi vì lúc đó một trận gió lớn thổi qua lật chiếc khăn che mặt làm lộ ra dung nhan cô gái vẫn cúi đầu ngồi yên lặng khoảnh khắc ấy đến nàng đang thập thò một bên nghe lén cũng không nhịn được a à, lên một tiếng đẹp quá quả thật giống như tiên nữ trong tranh vậy nữ tử giao nhân có tóc màu xanh nước biển cúi đầu, đôi môi mỏng như cánh hoa khẽ mím, tựa như xấu hổ mà khẽ hạ mi, từ đầu đến cuối vẫn không nói một chữ. Nhưng mà đằng sau lớp khăn che mặt, đôi mắt màu ngọc bích dịu dàng như nước mùa xuân, vừa sáng sủa vừa an tĩnh, khiến tất cả ngôn ngữ đều như thất sắc. Phụ vương nhất thời không nói, cuối cùng cũng thở dài. Ta thấy cũng thương xót, huống chi, người có lòng nàng đã chẳng còn nhớ lão phụ vương cứng nhắc cổ hủ có ủng hộ cho chuyện tình này hay không. Khi ấy, cô bé 8 tuổi như nàng chỉ biết kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ tử giao nhân tuyệt sắc kia. Lòng chỉ nghĩ ông trời thật không công bằng, lại ban dung nhan đẹp nhất thiên hạ cho giao nhân đến từ biển Bích Lạc, làm cho nữ tử trên mặt đất cũng phải thua xa. Thừa dịp người lớn trong trướng còn đang tranh cãi kịch liệt, nàng nhìn không được len lén chạy tới ghé đầu vào đầu gối cô gái kia, ngửa đầu từ phía dưới tấm khăn che mặt lên, len lén nhìn nữ tử giao nhân hồi lâu. Mà cô gái kia trông vô cùng ngựa nghịu, dịu dàng, chỉ lặng lẽ nhìn bé gái này không mở miệng. Chu Nhan trời sinh tính tình hoạt bát, rút cuộc thiếu kiên nhẫn mở miệng, dơ que kẹo trong lòng bàn tay ra, nhỏ giọng nói. Một mình tỉ ở chỗ này cả nửa ngày rồi, có đói bụng không? Có muốn ăn kẹo không? nữ tử mỹ lệ tuyệt luân kia ngượng ngùng nở nụ cười cúi đầu xuống trên gương mặt hiện màu đỏ ửng không đói bụng cảm ơn muội a à, tỷ thật là đẹp quá tiểu cô nương tràn đầy vẻ ước ao nếu muội cũng xinh đẹp như vậy thì tốt quá muội cũng rất đẹp mà cô bé nữ tử giao nhân kiên nở nụ cười nhẹ nhàng trả lời giọng nói mềm mại như gió xuân thổi qua Chờ muội trưởng thành nhất định còn đẹp hơn ta nhiều lắm. Thật vậy sao? Bé con tin là thật, sờ sờ mặt mình, làm sao tỷ biết? Bởi vì muội là đứa trẻ ngoan. Nữ tử giao nhân kia giơ tay lên sờ mái tóc mềm mại của đứa trẻ, ngón tay như bạch ngọc hơi trong suốt. Tâm địa bé con hiền lành, trưởng thành cũng sẽ trở thành đại mỹ nhân. Đây là món quà mà trời cao ban cho đó. Thật sao? Thế thì tốt quá! nàng có lời hứa hẹn, nhìn không được cười vui vẻ. Quận chúa, người lại chạy đi đâu đấy? Bên ngoài màn trướng bỗng truyền đến tiếng gọi. Ôi chao, muội phải về rồi, nếu không thành ma ma sẽ mắng muội. Nàng thẻ lưỡi cười với nữ tử giao nhân kia. Ấy, chờ muội trưởng thành trở nên xinh đẹp sẽ lại tới tìm tỷ, xem có đẹp được như tỷ không, đến lúc ấy chúng ta cùng so nha trong quá khứ của nàng hồi ức về nữ tử này thật sự chỉ có ngắn ngủi như vậy nhưng mà vẻ đẹp tuyệt diễm khác lạ như vậy đã để lại dấu vết khó phai trong trí óc trẻ thơ của nàng thật lâu vẫn không thể quên được không ngờ sau nhiều năm như vậy nàng lại gặp lại cô gái ấy, ấy ở một nơi như thế này mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết chu nhan